Trời, hôm nay mưa quá trời luôn. Bắc hiện tại Bắc đang ở thành phố San Antonio của tiểu bang Texas. Giờ Bắc đang chạy xuống Laredo, là đây từ đây xuống Laredo. Nó là Laredo, nó vẫn là của tiểu bang Texas luôn, nhưng mà nó nằm giáp biên giới Mỹ luôn á. Để bắt xuống dưới bắt coi có gì nó là lạ quay ha. Có một kỷ niệm lắm, bắt kể cho nghe về cái là để đồ vui. Bây giờ bắt chạy băng thẳng băng băng vô downtown của San Antonio luôn, để cho quay cái nhà coi nó trời mưa nhìn không rõ, nhưng dán quay cái nhà coi ha. Từ San Antonio chạy xuống Laredo là khoảng 170 mai. Mình lấy freeway 35 đi hướng sau. Mấy thành phố vùng ven này giờ là hãng xưởng nhiều lắm, hãng bự bự không á. Cái thời mà ông Trump là tổng thống đó, là thời là hãng xây nhiều nhất quá trời luôn. Bác thấy chỗ nào cũng xây gia viền ngoài, xây quá trời. Đó, như xe tải mình thấy cái đường nó bự không? Đường này bên phải, nếu mình ôm sát lên phải mình quanh không có hết. Đó, mình phải lấy cái lên bên trái mình quanh. Nhưng mà để ý có xe nhỏ nào đó, nó ẩu lắm, nhiều lúc nó chui vô trong chính giữa đó. Nó chui vô trong cái lỗ kẻ mình để đang đi trống đó. Nó chui vô trong đó rồi mình ép nó dính vô trong vách đó. Rồi, nếu mà cảnh sát mà lại là mình lỗi đó nhá, tại vì mình không có vô đúng lane. Rồi, nếu mà mình vô đúng lane đó thì mình quanh không có được, mình vô đúng lane thì sao mình quanh được, đâu vừa xe tải đâu. Mà phải để ý cái mấy cái đó. Rồi, mấy cái hãng mình đi trái nó bự không, cái nào nó chành giành luôn á, bự lắm. Hãng này mà cho mình đi bộ là mỏi chân. Để bất kể có cái chuyện dưới tiểu bang là đi rồi cho cả nhà nghe mắc cười lắm. Có ông anh ổng giấu là 20 năm rồi, ổng lái xe là 20 23 năm rồi. Ổng lái xe là lâu rồi đó, hai mấy năm rồi đó, mà ổng giấu luôn tới sau này ổng đi làm với bác ổng mới kể. Ngồi tao kể thì nghe, mày đừng kể nghe. Bữa nay bác kể cho cả nhà nghe là bác thừa dặn nhiều chuyện rồi đó. Ông xuống là để đồ là cái tiểu bang cái thành phố lắm, nó đang xuống nè. Ở dưới đó Mỹ, gần gần bờ đầu Mỹ mà, nó làm nó qua làm xong đi về bên Mỹ nào ở bên đó, nó đâu có ở bên này, tại vì về bên Mỹ ở rẻ hơn, nhà cửa rẻ hơn, sát bên luôn á, đi bộ qua. Ông xuống dưới ông đi giao hàng xong rồi ông mới ra ngoài cây xăng, ông đậu ông chờ lấy hàng. Thì lúc đó, ông chờ lấy hàng xong rồi ông đi tắm, ông vô cái dầu, ông đậu, ông chờ sáng ông lấy hàng, ông mới đi tắm ra xong ông thấy một nhỏ con gái. Ông diễn tả lại cho bác nghe là nó nhỏ lắm, ông nhòm nó chắc chỗ lắm, chừng 18 19 tuổi à. Mẹ nó mẹ, người mẹ chị cô. Cái ông nhòm nó 18 19 tuổi à. Cái nó hỏi ông có muốn vui vẻ không? Ông nói không, ông tại lại lái xe tải mà thấy bà luôn mà vui vẻ cái gì. Rồi cái ông thấy nó đẹp lắm, ông diễn tả nó đẹp dữ lắm. Bắt đầu mình ông nói không rồi mà ông một hồi nó cứ nó hỏi ngồi nó hỏi hoài à. Nó cứ đứng ở dưới đầu xe nó hỏi hoài. Ông mở kính xuống cái chuyện đó, nó đứng hỏi hoài một tháng hồi nó ông nhìn nó đẹp quá, ông mới đồng ý. Ông mới đồng ý cho nó lên xe. Rồi chơi hỏi bao nhiêu. Đó ông kể nhiêu quên là 100 rồi mà. Mắc kể mà giờ mắc cười vậy. Cái chuyện tại ông giống mấy mươi năm rồi phải không? Ôi chim bay lên con đụng chết à, ổng ơi kìa đó hơn trăm. Xong rồi cái ổng mới cho lên xe, ổng nói ổng cho nó lên xe chừng ổng hô á, ổng mới có ôm nó thôi là ổng bất tỉnh rồi đó, có thể nhân sự rồi đó. Ổng hô trong người nó xài cái thuốc gì á thơm lắm, ổng nói nó hà cái người trên người nó cái gì á thơm lắm. Ổng hô là mới lên xe là ổng đã bất tỉnh nhân sự rồi, ổng cứ thuốc mê ổng ngủ rồi.
cái thời đó ổng còn tự lấy hàng đó, trên xe có laptop có đồm lum á, mấy người mà tự lấy hàng lấy chạy á, là xe có laptop à, nó trên xe đó nó lên nó lấy hết luôn, nó lấy đồ hết à, bóp biết gì tiền bạc gì nó lấy sạch không còn cái gì hết, bằng lái nó cũng lấy luôn nguyên cái bóp mà đâu bằng lái còn đâu, lấy luôn bằng lái. Rồi cái hũ tiền cắt mà mình đi mua đồ hay mà tiền cắt dư đâu biết làm gì đâu, quăng những hũ á, xe bóng còn hũ á, quăng như đó đó rồi nó cũng lụm luôn. Ông kể mà bắt đầu bất tử quá thì cười luôn, thôi cho bỏ cái tật mê gái. Ông kể hồi luôn, nó tha cái thuốc gì á, bởi hồi đâu phải Việt Nam mình phải xài thuốc đâu, nó tụi mễ nó xài, tụi sao nó giỏi hơn mình á. Cái downtown của thành phố San Antonio này nó cũng không có lớn lắm đâu, nó cũng vừa vừa, bắt đi xuống hướng này là hướng sau á, xuôi về hướng sau, cái hướng xuống mễ là hướng sau. Sớm mà trời mưa thấy buồn quá hả? Mưa quá trời mưa.
Đó, đây là đúng ngay cái đào thao nó được cái chắc 10 căn nhà lầu á. Ây da, ây da, cái chiếc xe thắng kiểu không ta? Tại rất là nguy hiểm á, các nhà thấy xe đỏ đậu bên trái không? Nó đậu trong lề á, rất là nguy hiểm. Xe hư là hư tấp bên phải, không phải tấp bên trái á, nguy hiểm lắm. Nãy bắt sợ xe rác thắng không kịp á, tại đang xuống dốc mà. Thường thường á, mình mà tấp vô bên trái á, cảnh sát nó lấy bằng mình luôn á, mấy thằng chó nó lấy bằng mình lần lại luôn á. Bây giờ mình vô sắp tới cho lấy hàng ở dưới là ra đồ. Dân lái xe tải ai cũng đều biết cái thành phố dưới này á, tại chỗ này hàng quá nhiều dữ lắm, giờ hàng có giá nữa, bởi ai cũng xuống đây á. Đó, xe tải quá trời không, lái xe tải nó ra không đây. Mình mà làm nghề xe tải mà được sống mấy cái thành phố mà có hàng quá như mấy thành phố này là mình sống khỏe lắm. Giống như mình ở bắt ở Atlanta vậy đó, thành phố đó là xe tải nhiều lắm. Ở làm cái nghề xe tải nó thì thuận tiện. Giống như Cali nè, Texas nè, Georgia nè. Những cái thành phố lớn lớn đó mình làm tiện, còn mấy thành phố nhỏ không có hàng quá. Lấy hàng trong ra đậu đầy hết. Nói chung hàng quá lấy á, nó cũng tính sẵn hết cho mình nè. Giống như cái lô chỗ nào mà hàng ra nhiều quá thì giá có giá cao, thì cái lô mà đi xe hàng vô á, lại giá rẻ, bù qua sức lại thì cũng hai đồng mai. Ra quá trời, ra lấy hàng xong ra bắt xuống trễ rồi, giờ là trễ, tại cái hẹn mình không có sớm. Đường mà xe tải nhiều dằn nó gớm không, ấu gà không à. Hai bên hãng không quá trời hãng không.
ở đây mà muốn đi qua Mỹ chơi là sát bên luôn á. Nhường nó xíu cho nó ra để nó dứt vô cái đầu mình đó. Giờ này là tài xế đầu mà muốn đi lấy hàng đang về về nhà nghỉ ăn lễ hết rồi. À, lễ này lễ chết mệt, nó lễ lớn rồi, đâu ai muốn nằm ngoài đường đâu. Quá trời kẹt xe, hai bên hãng không à. Ê da, khúc này phải leo lề rồi, nhỏ quá mà. Mình muốn quẹo vô cái chỗ chiếc xe đang chạy ra đó, mà nó ra nó chấn cái đường, mình đâu quẹo được đâu. Để chờ nó nhường nó ra đó thì chống cái đường nó vô được, không vừa cái xe tải đó. Nó đúng là nó ẩu á, nó phải đậu, nó chờ nó đường nhỏ nó ra, nó phải stop sign, tức là ở Việt Nam không có stop sign đâu. Ở nhà thấy bảng đỏ đỏ đó không, để chữ stop không, ở Mỹ nó có cái đó. Đường nhỏ ra đường lớn thì phải thắng đứng xe lại một cái mới được quyền chạy. Ở ngoài nó nhường mới được quyền chạy, nó không nhường đụng xe là thằng nào có cái bảng đó là lỗi hết đó. Thằng đó giờ nó lóc ngay đó, mình đâu có vừa được đâu. Rồi nhường cho nó đi trước đây, mình cứ vừa xe mình leo lề cũng chút xíu cũng được, tại xe không á, không sao. Nhưng mà mình không muốn leo lề tới nó cái bánh nó bị xéo á, nó sẽ phá vỏ. Nó chạy mình với kinh nghiệm mình không có cho nó leo mấy cái đó được. Cái nào mà không có đường binh á mới cho nó leo, còn mà đã có đường binh thì không có để cho nó leo được. Đó, quay cho cái nhà coi nha, có cái tốp xa cái nhà thấy không, đang bắt rùm rồi đó. Đấy, tốp xa thấy không, ở Mỹ mới có gì nào không có đó. Giống như có tốp sai thì mỗi chiếc xe tới đây đều phải thắng, phải đậu là một cái, phải đậu là một cái thắng đứng xe cái á, rồi mới được quyền chạy nữa, chứ không được quyền chạy. Nhưng mà chạy á là bị đụng là mình lỗi á. Còn cả nhà anh em kẹt xe tà leo không mè luôn, tà lừa. Mới mà lấy hàng kẹt tùm lum từ lưa.
cũng hơi sớm đỡ, đỡ kẹt, giờ kẹt quá trời kẹt. Hai bên này là hãng không à, thấy không? Nó hãng này là xe ra rồi đó. Bên đây cũng hãng này, giờ chờ vô hãng nè đó. Rồi tới mình kẹt luôn. Sô bộ ghê không? Đây là trung tâm của nó mà. Trung tâm xe tải. Chạy lãng sang sang ngủ. Nhìn mấy cái này bắt nhớ rồi đó, đi ở Việt Nam đi xuống Bình Dương vô Sông Thần lấy chở ba cái phân ure á, ở đó bắt nhỏ xíu rồi, lúc đó 17 tuổi rồi. Đi lơ xe ở trên cảng năm á, ngay quận tư á, ngay cả nhà rồng á, nó ăn nằm nằm về trên đó. Trời, thời gian nó cực kỳ thôi á, lúc đó còn 17 tuổi mà đã ra đời quậy tà lè, còn nít bây giờ nó 17 tuổi nó chưa biết gì hết trơn á. Nó xe lan sang hết trơn á. Đâu có tốc sai đâu, mình có tốc sai mình ẩu. Mình có tốc sai là mình ẩu chứ không phải nó ẩu. Tưởng có tốc sai mình chạy luôn ở nhà đâu. Bốn phô quê là bốn có tốc sai bốn góc mình chạy luôn, mình làm không nổi. Bảo đảm trong xe bên kia thế là luôn chửi mình, giống như mình chửi nó thôi. Tại thấy mình đừng lớn á, tụi đâu mình được ưu tiên ở nhà đâu, không phải có bốn góc nó bốn tốc sai á là phải ngừng lại. Cái này là trung tâm của xe tải mà, quá trời. Bên đây là mễ nó qua nó dự trữ lại mấy cái kho nè. Rồi lấy tụi này nó lấy hàng hết rồi, sao nó không đi dẫn đầu ta? Xe có siêu hết trơn là có hàng hết trơn rồi đó. Ừ, xe mà có siêu lợi thùng là có hàng hết rồi, đi sao mà không đi? Đây, coi cái anh này anh ve đi đâu vậy? Anh đi ve ngược chiều đó ông nội ơi, để cho em đi trước thôi mà. Cảnh sát mà thấy kiểu đó nó cho tính kịch á. Này tài xế mới à, chạy xe nhìn thì biết à. Tài xế cũ không dám chạy cái đó đâu. Là xe em đó là mình đậu bên lên bên phải là thành ngược chiều à, cái đầu cũng ngược chiều à. Đường xe tải vô đường nào ta? Á, đường này hả? Chơi ẩu mày.
Đấy, đậu xếp nó sao mình vô ta. Không có dừa xe à, trời xét thế. À, dùng mấy năm kinh nghiệm vô thử chỗ này không vừa là phải dê ra xa lại, dê xa lấy cái thên bự lên chút. Giống như mình lấy quen là vừa không vừa biết liền, là biết không vừa, nhìn là biết không vừa, không giờ là biết không vừa. Bình thường mà bắt đi cái đầu xe này nè, dân mà nó dòm nó thấy á, thấy mình chạy cái loại đầu xe này nè là nó biết mình lái lâu năm rồi đó. Chứ còn mà thường thường mà dân mà chạy cái đầu xe của bác á là dân mới chạy, người ta ít lắm, không ai chạy đâu. Tại nó khó chạy lắm, thứ nhất nó cái thên nó quanh đâu có vừa đó, thấy không? Nó bự á, nó dài hơn người ta 3 feet. Nó rất là khó quanh. Đó, giờ bác có lấy cái thên lớn này nè, bác vô nè. Cho nó chạy qua trước thì mình vô nó. Những tài xế mới thì chạy cái loại đầu này nè, đầu mới chạy ngang đó, 2022 đó chứ đó. Cái loại cái đầu của xe bán nó dài lắm, khó chạy lắm, dân lái nó không thích thì lúng ve không có được. Cái rum á, không có rum đi ve vô. Này tụi này đậu ẩu quá, tụi này nó đậu sát luôn. Con này chở mấy cái lon nước, lon không á, mấy lon nước ngọt mà lon không á. Chở cái này nó bắt mình là phải liên cái thùng sạch, với lại cái thùng phải mới, như thùng bắt là ok đó. Còn mà thùng cũ cũ vô nó không có cho chở đâu. Nó kiểm kỹ lắm, thùng mà cũ nó không cho chở. Vô đây xếp hàng đó. Cái lô này vô đây hy vọng nó lô lẹ mình về sớm đỡ. Hy vọng là thường lon á, mấy cái đồ thức ăn nước uống đồ nó lô không có lẹ lắm đâu. Lỡ nó check in nữa sao. Morning sir. I'm coming to pick up the logo to the cutter wheel Georgia. The bigger number here. No, dame la dirección o el nombre de la bodega o el cliente. The customer, the warehouse or I don't know. Pero the pickup number no. The knock two. Okay, I call my debit and give another one. Pero where are the Andrew? It's your company, right? Okay, no, not here. It's in not the here? Next. It's in Next the one? Yeah. Oh. Turn around, go to the street, and the and left. Then left. The left, yeah. Okay, thank you. Thank you. Mình vô lâu. Mình vô lâu hãng không? Ở đây á, nó gần Mỹ á. Ở nhà thấy không? Nó nói toàn tiếng Mỹ không à. Nó không có nói tiếng Anh. Nhà thấy không? Nó nói với bác toàn tiếng Mỹ không á. Nó kêu mình phải chạy lên một cái nữa. Sao băng đồ lại chỉ vô đây ta? Ồ, hai cái này hai cái riêng. À. Nó cách cái hàng rào. Nó cách cái hàng rào á, bảo nó cách cái hàng rào, hai hàng nó chẻ làm hai, họ bắt bị một lần rồi, bữa nay bị thêm lần nữa. Cái hàng rào á nó chẻ làm hai ra rồi xong rồi nó làm hai hãng mà vẫn có một số à.
Ở đây em như thuộc cái đất Mễ, nó toàn tiếng Mễ không, nãy cả nhà nghe ông nói tiếng Mễ không á, chứ không không có. Không nói tiếng Anh luôn á, đọc số toàn số Mễ. Đâu hiểu. Này quá chặt luôn, cái này nhỏ lắm. Này bãi xe mà dài dài như bác đó, ít tài xế mới mới đó, nó không thích chạy lại chỗ đó. Chỗ này này rất là chật. Đó, mấy ông này bỏ vô, bỏ thùng hàng vô và lấy thùng không ra. Đó, cách cái hàng rào thôi mà không cho qua được, thấy không? Hàng rào bên kia đó, ngay chỗ xe đang về đó. Chờ cái chiếc đó nó lấy ra đó mình mấy cái như thân nó vậy, quanh quanh cái kiểu này mà gắt quá nguy hiểm lắm, tại cái đít của mình nó quẹt á. Nó quanh cái này nguy hiểm lắm, mấy chỗ này mà tài xế mới vô đây là khóc á. Thường là tài xế mà thiếu kinh nghiệm thì hay lấy cái đầu xe ngắn á, đầu dài quá lái không được đâu, dài quá lái vô chỗ này thì chở khó lắm. Xe đậu gì đâu, kiểu này nó ra sao ta ra được. Rồi đậu gì sao người ta quẹo. Đậu không có gì. Chặt cứng luôn á. Giờ mình kiếm cái hãng này, hình như là nó chung building lần này nè. Suit A hả? Sao nó không để suit A ta? Câu lâu lần nữa cho chắc ăn này. Trong cái hình nó có cái hàng rào không chịu câu bởi vậy. Nó không có để tên mới bi là chỗ này, tại vì thấy địa chỉ nó chung cái một cái building à, mà trẻ làm hai ra thôi. Thường thường mà giao hàng mấy này là bên bên broker nó của ẩu, nó phải để là suit A suit B cho mình bên biết, và nó không có để luôn. Cũng hên là qua đây vắng, không có ai của mình làm vua ăn cỗi rồi. Hy vọng như là check in đúng hãng là làm vua còn cõi đó. Ok mình vô check in với nó cả nha. Hên quá qua bên đây không có ai hết. Vô thôi, vô phải lên thùng á, thùng dơ quá. Ừ.
thường thường về mấy chỗ mình không có cái lằn mực dẻ ở dưới á, về rất là khó. Có cái lằn mực á, mình nhìn thấy cái lằn mực mình làm cái điểm tựa được, còn mà không có lằn mực á khó lắm. Giống như này là không có lằn mực nè, không có lằn mực là phải dùng mấy năm kinh nghiệm mới xài đi. Xin lệch cả phít lần á. Này chắc phải mua thêm đùm không nó. Không cần nữa. Cái thêm đùm là cái bánh của mình á, mình mua nó lên chút á. Nghĩ không cần nữa. Không cần mua thêm đùm đâu. Mình hên quá, mình vừa vô tới xe nó cũng vừa tới. Ê chiếc này nó giao hàng. Đây nè. Chiếc xe mà loại này nè là dân chơi xe nó xài. Chiếc này là chiếc của bác, là dân độ xe nó thích lắm. Nhà coi cái bô nó chà bá lửa không. Cái bô nó là làm cái bô là 8 inch á. Cái size của nó có cái bị tròn 8 inch á. Chiếc này là BW 39 nè. Chiếc này không có lọc khói. Mình một là mình nhìn lọc khói dễ nhìn lắm. Một là nhìn cái lỗ đổ nước là lọc khói á. Hai là dọn bô nó có khói á là biết nó không có lọc khói. Tại có lọc khói ông bô không có khói. Ngầu không, nhìn đầu ngầu không, dân mà độ xe là chơi với chiếc này nè, với lại xe của bác đó. Cái này nó uống dầu dữ lắm, tại cái mùi nó thấp á, các bạn thấy không, cái mùi nó thấp mà cái thùng nó bị dướng cản gió đó, và nó uống dầu dữ lắm. Để con quay luôn sẵn, anh mà có đụng vô xe em làm bằng chứng luôn nha. Bên đây cũng thằng vô rồi, mấy đầu xe bên đây là xe thường, còn dân mà chơi xe là chơi với chiếc này nè đó, dân mà kêu mà lái lâu năm mà làm chứ đó không á. Ngầu lắm. Lấy cái chiếc này hoặc xe của bác rồi đó. Nhìn hai chiếc đầu gần cái ngầu không. Bởi dân mấy người mà già già đó, nó thích mới chạy mấy chiếc này lắm. Đẹp. Độ xe giết ghiền đó. Nhìn ngầu không. Hai chiếc y chang luôn anh em luôn. Mà chứ mình có cái mua chơi mà nó không có. Nó uống dầu ghê lắm, chứ của nó uống dầu dữ lắm. Đây là BW. Này giờ hết ra rồi. Giờ nó ra như là 389 vậy phải. Mỗi chiếc xe đều có cái đồ thổi bụi á, mình thổi nó. Mình đem theo á, thổi nó. Thổi á thì mình nó sạch hơn quét, lại lẹ hơn quét. Quét lâu lắm. Lâu lâu cũng bị hoài, cũng bị nó hết pin đó, nó quét các bạn. Hy vọng nó lô cho mình sớm, mình chạy sớm khỏe hơn, chạy sớm đỡ lắm. Ngày mai về sớm, nếu mà ngày mốt á chạy sớm luôn, ngày mốt về sớm mình đi thay nhớt. Thay nhớt xe đó bắt có chỗ anh em ở dưới Atlanta thay nhớt á, được anh em vui lắm. Chỗ anh em hay tụ tập xe tải về đó, ngồi người uống chai chai bia chơi á, rồi sẵn là sửa xe luôn. Ở dưới có ông anh, ở dưới ông sửa xe.
Ông ăn giá cũng rẻ, ok. Mà anh em thích xuống đó ngồi chơi xong rồi sửa xe mà. Nói chung có cái chỗ để mình chơi không? Còn như Cali bắt qua bến không có chỗ đậu phiền lắm. Tại Cali đất đất một tấc đất là một tấc vàng mà Cali á, nó không có rộng rãi như bên này lên tàu. Lại thường thường dê xe đừng bao giờ dê nó sát chỗ này không hết, nó sát này nó sẽ làm hư hai cục mũ hai bên luôn rồi. Nó dê cho nó này này nó sát luôn không, phải cho nó hở ít nhất phải 2 inch đó, nó hở ra để nó đừng có phá cái cục mũ của cái thùng rồi nó. Đóng lại hai đi về thai, đi về ăn lễ thai. Dòm đóng thường thường đóng mới nhìn ở trên đó coi nó ăn chưa, nó không ăn thì đó là nước nó vô, nó không ăn là nước nó hở ra là nước nó sẽ chảy vô trong. Mở siêu vô thai xong có hôm ok em lấy xong cái lô là re đồ rồi nha, bây giờ em về. Cảm ơn cả nhà đã coi video của em nha.